Hiện tượng các bà mẹ cho con bú bị đau lưng nằm trong những tình trạng khá phổ biến sau sinh. Nguyên nhân có thể là do trọng lượng cơ thể còn nặng nề sau quá trình mang thai hay do vị trí mẹ cho con bú chưa đúng cách. Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hồi phục sức khỏe cũng như gây ra những không thoải mái cho các bà mẹ. Vì vậy, các mẹ hãy cùng tham khảo ngay 7 mẹo giảm đau lưng khi cho con bú sau nhé. 1. Chọn tư thế đúng. Tư thế bú sai là nguyên nhân phổ biến nhất gây đau lưng và nhiều bà mẹ vô tình có thể làm như vậy. Bạn không nên nghiêng người về phía trước hoặc buông thõng thân người. Người ta cũng thường thấy rằng có không ít phụ nữ cảm thấy không thoải mái với vài vị trí cho con bú nhất định. Do đó, bạn hãy thử cho con bú ở những tư thế khác nhau để tìm ra tư thế phù hợp và thoải mái nhất. 2. Sử dụng gối đệm. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy bản thân hơi chúi người về phía trước để giúp bé yêu bú mẹ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này có thể khiến lưng chịu nhiều áp lực. Thay vào đó, nên dùng gối kê dưới lưng và mông con nhằm nâng bé đến gần bầu ngực của bạn hơn. Ngoài ra, hãy sử dụng gối đệm lưng những lúc cho bé bú. 3. Cho con bú ở tư thế đứng. Nếu mẹ cho con bú bị đau lưng khi ngồi thì sao không chuyển sang tư thế đứng? Có rất nhiều dụng cụ điều âm bé được thiết kế với mục đích hỗ trợ người mẹ cảm thấy thoải mái hơn những lúc trẻ sơ sinh bú. Có một điều cần lưu ý khi cho con bú đó là bạn hãy chú ý đến việc bé có ngậm vú mẹ đúng cách hay không nữa nhé. 4. Chườm nóng lạnh luân phiên. Bạn có thể lấy một túi nước đá và đặt lên vùng lưng bị đau trong khoảng 20 phút, nghỉ ngơi từ 10 đến 15 phút, sau đó tiến hành chườm nóng. Đây là một cách tuyệt vời để giảm đau vùng lưng dưới và đau lưng trên mỗi khi cho con bú. 5. Đi bộ. Đi bộ rất hiệu quả trong việc tăng cường cơ bắp ở lưng. Dẫu cho việc chăm sóc em bé có bận rộn đến đâu, bạn vẫn nên cố gắng dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để đi bộ. 6. Nghỉ ngơi cùng lúc với em bé. Việc nghỉ ngơi đầy đủ sau sinh là điều quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ người mẹ nào, đặc biệt là nếu bạn vừa sinh con gần đây. Để có thể thoát khỏi cảm giác đau lưng những lúc cho con bú, hãy chú ý đến bản thân nhiều hơn. Bạn nên tranh thủ chợp mắt vài phút những lúc bé ngủ thay vì cố gắng thức để làm việc nhà, bởi điều này chỉ khiến tình trạng đau kéo dài hoặc thậm chí trầm trọng hơn theo thời gian. 7. Tập yoga. Khi gặp phải tình trạng đau lưng này, các mẹ hoàn toàn có thể thử áp dụng các tư thế tập yoga phù hợp, không chỉ giúp cơ thể được thư giãn, mạnh khỏe mà còn là cách giảm đau lưng vô cùng hiệu quả. Các mẹ có thể tìm hiểu các tư thế yoga quen thuộc và dễ thực hiện như tư thế con mèo, tư thế em bé, kéo giãn cơ ngực. Bên cạnh những mẹo trên, các mẹ cũng cần lưu ý để có tinh thần luôn được thoải mái, không nên quá căng thẳng để có thể hồi phục sức khỏe sau sinh một cách nhanh nhất. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy nhờ sự trợ giúp từ những người thân trong gia đình nhé. Hẹn gặp lại các mẹ ở những thông tin bổ ích khác.